hello xin chào tất cả các bạn rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về chuyển tiền uh, kỹ thuật số nha mọi người thì hôm nay là sẽ chuyển tiền kỹ thuật số từ uh, uh, pinet uh, sang uh, uh, có tv nha mọi người đó đây là có tv nè các bạn thấy không ạ à? thì uh, thứ nhất các bạn phải đăng ký được uh, cái ứng ờ, cái phần mềm ờ, kêu gọi là cái cái app hoặc là cái trang web nga, có tivi nghe các bạn đó, thì các bạn vào cái hình avatar đúng không đó thì các bạn sẽ thấy được cái tài sản của mình nè cái mục tài sản nè các bạn thấy cái chữ chi tiết không mà đó cái chỉ chi tiết đó các bạn bấm vào được chưa và các bạn nhìn tổng quan trước đi à đó mình có 700 mấy ngàn đồng heo mà nó có những cái thông tin rất là cần thiết nè các bạn bấm vào nạp tiền À, tại vì mình muốn nạp từ à qua cái hàng hàng có Tivi mà, đúng không? Có Tivi mà nên mình phải nạp nghe các bạn. Đó, những cái thông tin rất là cần thiết các bạn nên xem kỹ, nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trên xuống dưới giúp lợi nha. Đó. Được chưa? Các bạn bấm nạp nè. Kia ở đây nó hiện tại có p B2 và PE20 thì ở đây mình nên sử dụng cái PE20 nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đăng ký vào tài khoản của Bitnet nè. Thì đây là mình tài khoản của lợ đã đăng ký rồi nha mọi người. Đã đăng ký rồi. Đó, bạn nào chưa biết đăng ký thì bạn comment ở phía dưới giúp lợ nha. Bitnet nè. Cái đó mình đọc không có đúng thì các bạn không cảm một chút xíu nha. Rồi các bạn kiếm giúp lợ cái chỗ nè đó các bạn di chuyển tới cái hình hình người không mà. Sau đó các bạn à, kiếm giúp lợ cái chữ tổng quát á hoặc là tài sản các bạn kiếm các bạn mò nghe, tại vì vấn đề ở chỗ này là à, lâu lâu cái giao diện nó sẽ thay đổi nên cái 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 vị trí cũng như là cái cái cách thức nó nó giao diện nó sẽ thay đổi từ à, theo từng tháng, từng năm luôn nha mọi người, mọi người thông cảm một chút xíu. đó, các bạn bấm vào cái mục à, tổng quát đi. khi các bạn nhìn bên góc trái cái tổng quát không à, thì có những cái mục ví dụ như là chạm phần thưởng nè tài sản nè lệnh nè vân vân và vân vân rất nhiều đúng không à? Đó rất nhiều đúng không ạ? À? Thì mình vào cái mục tài sản nha, mình vào cái mục tổng tổng quan ví nè. Đó, tổng quan ví nè. Đó. Cái này mình làm lần đầu tiên nên mình cũng có bị sai sót nhiều thứ lắm nha mọi người, mọi người thông cảm một chút xíu. Đó. các bạn bấm nạp nhưng mà thật sự cái này không phải nha mọi người. Cái này mình bấm bị sai đó, cái này bị bấm bị sai đó. Đó, tới đây nè, nó có ghi là rút và uh, tiền pháp định hay là rút uh, tiền mã hóa thì đây là cái cái bước uh, để mình rút tiền pháp định thôi chứ không phải là rút uh, tiền mã hóa nha. Uh, mình muốn rút uh, COS á, là cái, mà, cái 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 uh, code cái, cái ký hiệu của cái cái cái, uh, cái tiền mã hóa là COS vậy mình phải rút tiền mã hóa chứ không phải rút tiền pháp uh, tiền pháp định nha mọi người nên nó nó sẽ sai bước này nha. Các bạn cố gắng các bạn lặp lại lần nữa nha mọi người. đó các bạn thấy C C chưa đó chính chính là cái tiền phát cái tiền kỹ thuật số mà cần rút ra khỏi biết nang nha bi hay biết nang gì đó mình không cảm các bạn không cảm một chút xíu đó bấm vào rút tiền mã hóa đó sau đó các bạn uh, bấm vào rút tiền mã hóa nè đó, nó sẽ xuất hiện ra một cái trang mới thì các bạn sẽ chọn cái đồng đó là c đó các bạn nhớ xác thực rút tiền mi, miễn xác thực nha thì các bạn cố gắng các bạn phải đã đăng nhập và các bạn điền đầy đủ những thông tin cá nhân cũng như là những số điện thoại hay là gmail vân vân và vân vân của mình phải chính xác nha mọi người đó, đó bắt đầu nó kêu mình xác thực nó gọi là bảo mật thôi nói chung là cái này là giúp cho mình bảo mật cái 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 À, cái cái pinet này thôi nó bảo mật là dựa vào số điện thoại hay là Gmail hay là à, mật khẩu đăng nhập vân vân và vân, vân vân nha mọi người. Đó mình mình xác thực à, mình xác minh qua cái số điện thoại hoặc là Gmail nha. Đó. Rồi thì à, các bạn lại quay lại chỗ à, ban đầu nha mọi người. Tại cái khúc này mình mình à, còn trục chặt nên mình các bạn thông cảm một chút xíu. Các bạn bấm vào à, một tài sản nè. Sau đó các bạn chuyển từ đồng à tiền mã hóa nha hút tiền mã hóa sau đó các bạn bấm C-O-S nè đó là cái nhớ là cái này mình đã mua trên sàn uh, bi rồi nha người ta gọi bài nen là gọi là Binance cũng được nha mọi người đó sau đó các bạn nhập cái địa chỉ nè cái địa chỉ hồi nãy trong cái cái có tv á cái địa chỉ nãy trong có tv á các bạn copy các bạn dán vào đây đó, các bạn copy rồi sau đó các bạn dán vào đây đó, các bạn chờ một chút xíu nha để gọi là là, là là quan sát kỹ nè, đó trên là đồng COS nè, ở dưới là địa chỉ nha mọi người, địa chỉ với địa chỉ của cái cái có cái TV đó. Rồi các bạn vào nè, đó cái con nè, mình sao chép nè, mình bát ra nè. Đó. Rồi, bác ra. Đó, sau đó mình chọn cái mạng lưới nha. Thì cái, cái mạng lưới này là BEP20 nên nó 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 ghi rõ ràng luôn nè. Mấy cái chỗ khác nó nó không cho dùng phải không bạn? Nó chỉ cho dùng B uh, và BE20 thôi thì mình bấm vào BE20 nha. Đó, sau đó mình cố gắng mình xác thực mạng lưới trên tài năng nha mọi người. Đó. Cái bước này các bạn bấm cẩn thận nha để không là nó uh, nó xác thực không được đó. Rồi. Các bạn chờ một chút xíu nha mọi người, mình phải kiểm tra cẩn thận vào, đừng có mà làm lẹ nha, bởi vì cái là tiền của mình, các bạn phải cẩn thận từng dòng một kiểm tra xem coi có bị sai gì hay không nha ví dụ như lúc đầu lần đầu tiên là uh, chưa biết là nó sẽ chọn cái 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 cái, cái gọi là cái mạng lưới nào hết các bạn thấy không có ba mạng lưới mà nó ở trên là cái mạng lưới trên nó cho phép còn hai cái mạng lưới đó, dưới nó chưa cho phép là không biết là có đúng hay không nên là sẽ kiểm tra lại và chắc là mình làm chậm thôi bước này mình làm chậm thật chậm để mình kiểm tra cho nó chính xác nha tại vì khi bạn cái chuyện chuyển sai là đồng nghĩa mình mất tiền của mình nữa nha mọi người đó cẩn thận khi các bạn đã chuyển thành công rồi thì các vào có TV nè ở đây mình dùng cái điện thoại cho nhanh nè vào cái hình avatar của mình nè và lướt đó các bạn thấy không ạ à? đó COS của mình đã có 1187 phết máy 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 rồi nha mọi người rồi cảm ơn mọi người rất